Xin chào mấy anh chị đến với kênh Ve Chai Miền Tây của em. Hôm nay là ngày 13 tháng 5 2022 ha. Em lên một số mã đồ xưa như sau nha mấy anh chị. Đầu tiên em lên một cái bình trà 5 lít tích tùng cò. Đây bình trà 5 lít tích tùng cò. Tình trạng cái văn cái quay nè, nó có bị lát nhẹ nhẹ men cho nên cái quay nha, nó lát nhẹ thôi, còn lại là lành hết luôn. Bình này cũng được 99% lành. Bình này 5 lít nha mấy anh chị. Em giao lưu cái bình tùng cò này với giá là 1.500.000, 1.500.000 cho mã số 1. Tiếp theo là mã số 2. Em giao lưu 3 cái dĩa phụng, đầy 3 dĩa tàu phụng nha, hàng chủng cổ nha mấy anh chị. Đường kính là 12.5 cm. Cái này cái thứ hai lành luôn. Đây cái thứ ba nó có bị xước men một chút xíu chỗ này thôi. Em giao lưu 3 cái dĩa phụng này với giá là 350.000, 350.000 cho 3 cái dĩa phụng tàu mã số 2. Tiếp theo là mã số 3, em giao lưu 5 cái muỗng tàu. Đây cái thứ nhất. Đây là cái thứ hai. Đây là cái thứ ba, có bị xước men một chút xíu chỗ này. Đây là cái thứ tư. Cái thứ năm, tình trạng năm cái muỗng này tương đối đẹp nha mấy anh chị. Em giao lưu 5 cái muỗng tàu mã số 3 này với giá là 450.000, 450.000 cho 5 muỗng tàu mã số 3. Mã số 4. Em giao lưu một cái đội cháo nè. Một đội cháo tàu rất là đẹp nè. Đây, một cái đội cháo tàu rất là đẹp. Đường kính là 14 cm. Miệng có bịch đồng nha. Đây. Chôm có chữ. Tình trạng là lành nha. Em giao lưu cái đội cháo tàu này mã số 4 giá là 1.950.000, 1.950.000 cho cái đội cháo tàu mã số 4. Tiếp theo là mã số 5, em giao lưu 2 cái dĩa lá lập tàu. Đây cái dĩa lá lập. Chỗ này nó có bị lỗi men một chút chỗ này ha. Lành. Đây là cái dĩa lá lập thứ hai. Tình trạng có xước men chỗ này. Xước men chỗ này hết anh chị. Em giao lưu 2 cái dĩa lá lập tàu mã số 5 với giá là 900.000 cho 2 cái dĩa lá lập tàu mã số 5. Tiếp theo là mã số 4. Giao lưu 3 dĩa thạch trúc tàu. Đây là cái đầu tiên. Tình trạng bị xước phía sau tí xíu, xước phía sau tí xíu. Cái thứ hai lành đẹp. Đây là cái thứ ba. Cái thứ ba nó có tóc. Nó có tóc hai đường như vậy. Em giao lưu 3 dĩa thạch trúc tàu với giá là 300.000 cho 3 dĩa thạch trúc tàu mã số 6. Mã số 7, em giao lưu một cái chén tàu tích lão vọng. Mỏng thấu quang luôn nha mấy anh chị. Đây, tích lão vọng. Đường kính là 9 cm, đường kính là 9 cm. Tình trạng của nó tóc một đường rất là mờ, tóc một đường rất là mờ nha. Mờ lắm, nhìn khó thấy nha mấy anh chị. Mấy anh chị có mua thì em quay tận cận kẽ cho mấy anh chị coi nha. Em giao lưu cái chén tàu lão vọng này với giá là 1.750.000, 1.750.000 cho cái chén tàu lão vọng mã số 7. Mã số 8. Em giao lưu 2 cái dĩa năm 1964 và 1965. Đây 1964. Tình trạng nó có bị xước men chỗ này. Cái 65 nó cũng bị xước như gì mấy anh chị ơi. Em giao lưu 2 dĩa lái thiêu 1964 và 1965. Cái dĩa 1964 này có hình con mèo luôn nè mấy anh chị. Đây có hình con mèo luôn. Cái dĩa này rất là hiếm ha. Đây có hình con mèo trên cái dĩa luôn. Em giao lưu 2 cái dĩa năm này với giá là 400.000, 400.000 cho 2 dĩa năm mã số 8.
Mã số 9 có 5 cái muỗng tàu lắm anh chị. Cúc dây mà muỗng này mini nha. Muỗng này không biết ngày xưa để dùng để ăn cái gì luôn mà nó nhỏ quá. Rất là nhỏ nha mấy anh chị. Hàng này hàng tàu nha, hàng này chuẩn tàu nha, ba nút ruồi phía sau. Hai cái làm tích rồi nha. Đây, ba cái làm tích luôn. Cái muỗng này giống đút cho em bé ăn quá. Muỗng này ăn cơm tới chiều mới hết tô cơm. Nhưng mà nó rất là độc nha mấy anh chị, nó rất là độc ha. Em cho lưu 5 cái muỗng tàu mini này với giá là 650.000 cho mã số 9, 650.000 mã số 9, 5 muỗng tàu mini. Đây là mã số 10. Em cho lưu một cái tô rồng, đầy một cái tô rồng lớn, lông vóc lớn nè. Đường kính 14.3 cm, mã số 10. Tình trạng của nó là lành. Em giao lưu cái tô rồng này với giá là 500.000 cho mã số 10. Đây là mã số 11. Em giao lưu một cái bình trà mini. Mini các mấy anh chị, chiều cao có 8.5 cm thôi, chỉ có 8.5 cm thôi. Bình này rất là ít gặp. Mini luôn, vẽ bông, bình là bình 5 bộ nha. Em giao lưu cái bình mini mã số 11 này với giá là 300.000 cho bình trà siêu mini mã số 11. Đây là mã số 12. Một cái bình Nhật Thọ Tiên. Rất là đẹp nè. Mini luôn. Mini luôn mấy anh chị ơi, đây bình trà Nhật đây. Nhỏ xíu bà siêu, chỉ có 8 cm thôi. Chỉ có 8 cm thôi, không có cái nào để không. Đây, để có cái bình trà này nữa nè để em so sánh hai cái nè. Đây mấy anh chị thấy không? Đó. Cái này chỉ có 8 cm thôi. Em giao lưu cái bình trà Nhật Thọ Tiên này với giá là 1.200.000, 1.200.000 cho cái bình trà Nhật. Mã số 12. Mã số 13. Em lên một tiếp tục một cái bình trà Nhật nữa. Tức là thượng cầm hạ thú, bình trà Nhật nha mấy anh chị. Đây bình trà Nhật. Làm tích luôn nha, tức là thượng cầm hạ thú. Bình này rất là đẹp, cốt cũng là bán sứ ha, cốt sứ. Em giao lưu cái bình trà Nhật tích thượng cầm A. Cái này trên cái miệng nó bị vẫy một chút cái chân chứ bình miệng nè mấy anh chị ơi, vẫy một chút cái chân chỗ này rồi nè. Mẻ một chút chỗ này rồi. Em giao lưu cái bình thượng cầm hạ thú này với giá là 800.000 cho cái bình trà Nhật tích thượng cầm hạ thú mã số 13. Mã số 14. Một cái dĩa con gà Sài Gòn. Đường kính là 18 cm. Đường kính là 18 cm nha mấy anh chị. Đây con gà giỏng dạc luôn nè mấy anh chị ơi, con gà nữa không? Đang ngước cổ lên gáy, đuôi giỏng dạc luôn. Dĩa gà gà Sài Gòn nha. Rất là dày. Đây có chân nè. Cái này có cạnh nè, rất là dày. Tình trạng của nó có bị xước men như chỗ này. Dĩa này dĩa lớn nha, tới 18 cm lận đó. Dĩa này tới 18 lận. Bị xước men chỗ này một chút. Em giao lưu dĩa con gà này với giá là 1.200.000, 1.200.000 cho cái dĩa con gà mã số 14. Mã số 15. Em giao lưu một cái nhạo phụng. Nhạo này giao phụng hay nhạo con gà ta? Đây. Cái nhạo nha, có cái nắp luôn. Nhạo rượu nha, đây có nhạo Biên Hòa. Hình con gà nè, đó. Em giao lưu cái nhạo này làm luôn với giá là 700.000 cho cái nhạo Biên Hòa. Mã số 15. Mã số 16. Hôm nay món này lạ nè, là một cái tô gà. Nhưng mà gốm này là gốm Triều Châu nha mấy anh chị. Gốm này là gốm Triều Châu chứ không phải là gốm Nam Bộ nha. Tô này là 21 cm. Tô này rất là lớn. Đây tô này rất là lớn. Sao có minh văn luôn. Bên trong có cái bông. Vẽ coi chuối, vẽ con gà. Em giao lưu cái tô gà Triều Châu này với giá là 700.000 cho cái tô gà Triều Châu mã số 16. Mã số 17. Cái này là không gành các mấy anh chị. Gặp gì mua đó thôi nha. Tại vì chủ nhà người ta có, người ta kêu mua giùm thì em mua luôn. Mà hỏi em về vấn đề về điện thoại nữa là em thua luôn nha. Em chỉ chuyên gớm thôi nha. Còn mấy cái này là em chủ nhà kêu mua giùm thì em mua giùm thôi.
nó còn không có còn cái dây mà nó có cái này, cái đồ nghe, cái đồ quay số gì nè. Đó, cái đồ quay số nè. Mua cho mấy anh chị, bán cho mấy anh chị đời con nha. Em giao lưu cái điện thoại này với giá là 500 ngàn cho cái điện thoại bàn mã số 17. Mã số 18 là một dĩa cò tàu, đường kính là 17.5 lận nè, đường kính 17.5, vẽ con cò nè, cái dĩa tàu mà vẽ con cò. Tình trạng của nó có tóc cái gì nè mấy anh chị nè, nó có tóc một đường bên đây và một đường bên đây, tóc ba đường nha, nó tóc ba đường, đây bên đây một đường nữa. Dĩa này là hộp dạng dĩa lớn nha, vẽ con cò. Em giao luôn cái dĩa tàu này với giá là 1 triệu, 1 triệu cho cái dĩa mã số 18. Mã số 19 em giao luôn một cái đội cháo rồng. Đây, một cái đội cháo rồng. Tình trạng nè. Tình trạng nó có mẻ mẻ như này nè. Nó có mẻ nhăm 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 trên miệng ha. Dưới bên đây nó có tóc một đường một chỗ này nữa nè. Em giao lưu cái đội cháo rồng này với giá là 1 triệu 2, 1 triệu 2 cho đội cháo rồng mã số 19. Mã số 20 là một cái bát rồng. Đây, mã số 20 là một cái bát rồng rất là đẹp nè mấy anh chị. Đây, mã 20 một cái bát rồng tàu rất là đẹp. Đường kính là 14.2. Tình trạng nó có tóc gì nè. Tóc một đường như vậy. Em giao lưu cái bát rồng này với giá là 900 ngàn cho cái bát rồng đường kính 14.2 mã số 20. Tiếp theo em giao lưu một cái chén con gà. Lâu quá rồi mới gặp cái chén con gà hả mấy anh chị, mà chén con gà vàng nữa nè. Chén con gà vàng nè, lâu quá mới mua được cái chén con gà. Em giao lưu cái chén con gà mã số 12 này với giá là 300. Ủa, mã số 21. Mã số 21. Mã số 21 với giá là 300 ngàn nha mấy anh chị. Coi đọc, coi số mấy. Tiếp theo là mã số 22. Giao lưu một cái bình biên hòa chim hoa. Đây rất là đẹp, bình biên hòa trên nền xanh Cuban rất là đẹp nha. Đây, nền xanh Cuban rất là đẹp. Chiều cao là 35.5. Bình này tình trạng là lành nha. Em giao lưu cái bình chim hoa này với giá là 700 ngàn cho cái bình chim hoa mã số 22. Mã số 23, một cái bình biên hòa đẹp xuất sắc luôn nè mấy anh chị ơi. Cái nền đen, bình này rất là già nha. Bình này già đồ nè. Đó, mai, nó khắc mai rồi rất là đẹp nè. Bình biên hòa này rất là đẹp. Chiều cao là 33 cm. Em giao lưu cái bình biên hòa này với giá là 900 ngàn cho cái bình biên hòa 23, các mã 23. Bình biên hòa này không mua rất là tiếc nha, vẽ rất là đẹp. Mã 24, giao lưu một cái bình biên hòa mộc đô na. Đây có mộc nha, mộc đô na. Chiều cao là 15.5 cm. Tình trạng có tóc một đường như vậy. Tình trạng có tóc một đường. Em giao lưu cái bình đô na này với giá là 550 ngàn, 550 ngàn cho bình biên hòa đô na mã số 24. Mã số 25, em giao lưu một cái bình trà tích là tùng cò. Chiều cao là 13 cm. Bình này chắc khoảng 2 lít nước á. Đây, vẽ tùng cò. Bình này bình lấy thiêu nha mấy anh chị. Bình này bình lấy thiêu nha. Ngày xưa cái lò nó làm là nó hơi bị đổ về xuống nè, nó bị hơi bị méo về xuống một bên chỗ này. Bị làm nửa quay, tình trạng là làm nửa quay. Làm nửa quay nha. Dưới nó có tóc một đường chỗ này. Cái tích này rất ít gặp ha. Em giao lưu bình trà tùng cò này với giá là 900 ngàn cho mã số 25. Mã số 26 em giao lưu bình trà. Của này của không phải của Nam Bộ nha.
Bình này là bình của Văn Hoa Trung Quốc á. Mà đồ này đồ xưa nha mấy anh chị. Đồ này đồ xưa nha. Ba con gà nè. Vẽ ba con gà rất là đẹp ha. Bình này rất là hiếm luôn á. Cái nắp trên đây nè. Cái nắp thì đã bị mẻ một miếng làm lợi cho chăng cái nắp nè. Bình trà thì lành hết luôn. Chiều cao là 14.5. Em giao lưu bình trà này với giá là 750.000, 750.000 cho bình trà ba con gà mã số 26. Mã số 27. Em giao lưu một cái đèn. Đèn dầu hả ta? Đèn dầu lạc. Cái đèn dầu lạc nha, một cái đèn dầu lạc nè mấy anh chị. Nó một cái đèn dầu lạc. Cái hàng này cổ luôn á. Để tim vô nè. Để cái tim nhân chỗ này nè, cái đổ dầu ở đây đốt được. Rồi em giao lưu cái đèn dầu lạc này với giá là 900.000. Ủa 800.000. 800.000 cho đèn dầu lạc mã số 27. Mã số 28 hôm nay lên một cái ống đũa con gà đẹp xuất sắc. Một cái ống đũa con gà đẹp xuất sắc luôn nè mấy anh chị. Đó, quá trời đẹp luôn cho một cái ống đũa con gà. Lành hết nha, tình trạng của nó là lành. À, phía sau cái đồ treo này nó có bị lát men một chút xíu phần phía sau nè, không đáng kể ha. Em giao lưu cái ống đũa con gà này với giá là 3 triệu. 3 triệu cho ống đũa con gà mã số 28. Mã số 29. Em giao lưu một cặp chân đèn nến. Đây một cặp chân đèn nến. Cặp này cũng tương đối lớn ha, tình trạng nè. Cái này nó có bị mẻ chỗ này một miếng. Còn cái này ở trên bị xước một miếng nữa nha. Em giao lưu cặp chân đèn nến xanh Cuban với giá là 450.000, 450.000. Cuối cùng của ngày hôm nay là mã số 30. Em giao lưu một cái dĩa hồng đẹp. Đây một cái dĩa hồng đẹp tàu. Đường kính là 15 cm, tình trạng là lành. Em giao lưu cái dĩa hồng đẹp này với giá là 600.000 cho cái dĩa hồng đẹp tàu nha mấy anh chị. Mấy anh chị ủng hộ em thì liên hệ qua số điện thoại là 0948851135 hoặc là 0374619838. Cả hai số điện thoại đều có Zalo luôn nha mấy anh chị. Khách mới là cọc 200.000 em mới cho hàng đi. Đơn 500.000 em sẽ bao ship, đơn dưới 500.000 em không bao ship. Vào ngày mai buổi sáng em đi công việc thì chắc em sẽ chốt đơn vào buổi tối hôm nay thôi nha mấy anh chị. Còn khi nào mà buổi sáng mấy anh chị điện em mà chắc em không có bắt máy, không có nghe máy được, mấy anh chị thông cảm nha, tầm khoảng chiều nữa em mới nghe máy được nha. Ngày mai là em sẽ đi công việc, sáng em không nghe máy được, em sẽ chốt đơn trong tối hôm nay thôi nha. Cảm ơn mấy anh chị rất là nhiều nha.